Tấm thẻ vàng mà Quang Hải đã nhận trong trận đấu với Indonesia khiến cầu thủ này chính thức vắng mặt ở cuộc đối đầu với Malaysia do đã nhận hai thẻ vàng ở hai trận đấu khác nhau tại vòng loại World Cup 2022. Trước đó, Quang Hải đã từng nhận một thẻ vàng ở trận đấu lượt đi giữa đội tuyển Việt Nam với Malaysia trên sân Mỹ Đình vào năm 2019. Sự vắng mặt của Quang Hải là một điều hết sức đáng tiếc bởi ngoài cái duyên ghi bàn vào lưới Malaysia, tiền vệ này còn là một trong những trụ cột hết sức quan trọng của đội tuyển Việt Nam nhờ sự toàn diện trong vai trò tổ chức tấn công lẫn ghi bàn. Ngoài Quang Hải, Tuấn Anh cũng để ngỏ khả năng thi đấu sau hàng loạt tình huống phạm lỗi thô bạo của các cầu thủ Indonesia trong trận đấu vào ngày 7 tháng 6. Tiền vệ này đã buộc phải ra dấu xin rời sân và nhường vị trí cho Xuân Trường kể từ phút thứ 36 của trận đấu. Hiện tại, Tuấn Anh đang bị đau ở cổ chân và chờ đợi kết quả kiểm tra y tế tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Nếu may mắn là một chấn thương không nghiêm trọng và sớm bình phục, Tuấn Anh có thể trở lại hàng tiền vệ của đội tuyển Việt Nam ở trận đấu gặp Malaysia. Song huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn cần lường trước khả năng xấu nhất có thể xảy ra. Văn Toàn cũng đã gặp chấn thương nhẹ ở trận đấu với Indonesia và phải rời sân, nhường chỗ cho Công Phượng. Văn Toàn hiện bị đau ở vai và hông sau những pha va chạm rất ác ý của các cầu thủ Indonesia. Thậm chí, hình ảnh Văn Toàn phải cõng Văn Toàn lên xe buýt lúc cuối trận đem tới rất nhiều lo lắng. Theo thông tin mới nhất từ các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Văn Toàn và Tuấn Anh đều đã trở lại sân tập trong ngày 8 tháng 6, nhưng vẫn đang chờ kết quả kiểm tra y tế mới có thể xác định chính thức mức độ chấn thương và khả năng ra sân. Nếu trường hợp không may mắn nhất xảy ra, ông Park không có sự phục vụ của Quang Hải, Tuấn Anh và Văn Toàn, thì nhà cầm quân Hàn Quốc sẽ bố trí đội hình đội tuyển Việt Nam như thế nào ở trận đấu với Malaysia? Tất nhiên, sẽ có nhiều khó khăn, nhưng nó chưa đến mức khiến nhà cầm quân Hàn Quốc phải bó tay, bởi nhân sự đội tuyển Việt Nam vẫn đảm bảo yêu cầu chất lượng ở từng vị trí. Xuân Trường đã thi đấu khá tốt khi thay thế vai trò của Tuấn Anh ở trận đấu với Indonesia và không có lý do gì khiến ông Park phải điều chỉnh vị trí này trong cuộc đối đầu với Malaysia. Xuân Trường cho thấy sự nổi bật ở khả năng giải tỏa áp lực ở khu vực giữa sân, đá phạt và kiến tạo bằng các đường truyền vượt tuyến. Ở trận đấu với Indonesia, tiền vệ này để lại dấu giày ở hai bàn thắng khi kiến tạo để Công Phượng và Văn Thanh ghi bàn. Sự vắng mặt của Quang Hải dù đáng tiếc nhưng ông Park cũng đã có phương án dự phòng và đây là vị trí mà nhà cầm quân Hàn Quốc gây bất ngờ lớn nhất cho đối thủ. Văn Thanh đang thi đấu rất tốt ở vị trí hậu vệ phải và có thể Trọng Hoàng sẽ được bố trí để thay thế Quang Hải với vai trò tiền vệ. Sự đa năng và toàn diện của tiền vệ này trong tấn công lẫn phòng ngự hoàn toàn có thể khỏa lấp lỗ hổng mà Quang Hải để lại. Trên hàng tấn công, ngay cả khi Văn Toàn không thể ra sân, ông Park cũng sẽ không quá lo lắng. Nếu đội tuyển Việt Nam chơi theo sơ đồ chiến thuật 3-5-2 như ở trận đấu với Indonesia, Tiến Linh và Công Phượng sẽ là những người chơi cao nhất trên hàng tấn công. Phía dưới, họ sẽ nhận được sự hỗ trợ của bộ ba Văn Đức, Xuân Trường và Trọng Hoàng. Như thế, dù có mất mát về nhân sự, nhưng cơ bản, đội tuyển Việt Nam vẫn có đầy đủ các phương án thay thế với năng lực, kinh nghiệm và chuyên môn đảm bảo để sẵn sàng đánh bại Malaysia.